đông người quá nên là không có đủ phiếu để phát tất tần tật. Công cha nhận ở đâu á? Cái này đó, cái này đó. Anh đang chơi thì đợi nè, đỡ. Sao sao luôn. Này thì đổi chứ. Còn cái này là phím lại, còn cái đó chị đỡ. Không phải phiếu của ông lấy giùm. Nhưng mà ý là ông ăn chay, ông đỡ với chay. Này thì đổi thì đi xuống sau kệ nó. Nhiều người có phiếu cơm mặn để đổi sang phiếu cơm chay. Đó, rồi người không thích chay thì đổi sang mặn. Đấy, một hàng rất dài. Bên đây là các cô chú bỏ cơm rồi canh đồ ăn vô. Thì hôm nay bếp cơm cũng làm hai thứ, một thứ chay, thứ mặn để đáp ứng cái nhu cầu phong phú của các cô chú anh chị. Người thì thích ăn chay, người thích ăn mặn. Ngày xưa thì bếp cơm có một cái chiếc xe tải, nhưng mà sau này nó đã hết hạn sử dụng thì đã cho về dưới quê để người ta mang ra ruộng người ta chở. Bây giờ bếp cơm thì thuê xe ba gác hàng ngày chở cơm đi. Mặc dù cũng đã có nhiều bà con cô bác là ủng hộ để mua một chiếc xe tải, nhưng mà tính đến nay thì kinh phí chưa đủ nên là thôi cứ vẫn cứ tiếp tục cò cưa kéo xẻ. Khi nào cô Kim trúng số thì sẽ mua cái xe tải mới. Đây, bên này thì cơm mặn một bàn, cơm chay một bàn. Các cô phân biệt ra là bên này cơm mặn nó là cái túi màu hồng, cơm thịt kho với trứng, thịt kho với đậu hũ nha các bạn. Nói lộn, xin phép được nói lại. Bên này là cơm chay. Đây, thịt đây các bạn, thịt kho với đậu hũ mà thịt nhiều hơn là đậu hũ nhé. Đây là canh cải chua với đậu hũ. Hai, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, cỡ khoảng hơn 10 người phụ. Rồi, con chào cô Kim ạ. Chào Dương, và thưa cô, hình như là cô hợp với cái màu trắng ấy, nhìn vừa trẻ trung mà lại trông lại yêu đời hơn. Cảm ơn con. Dạ thưa cô, hôm nay thì con xin phép là được gửi cô cái số tiền này là của anh Tony Chan ở Mỹ có gửi 200 đô. Anh Yên Hà ở Sóc Trăng cũng gửi 200 đô. Mục đích là để nấu cơm chay hoặc là mặn, hồi hướng công đức cho ông Trần Kim Sương và bà Nguyễn Thị Gấm. Ngoài ra thì ở đây ông bà có gửi tặng đội tình nguyện viên của mình là 50 đô. Thì lát xíu xin nhờ cô là cô sẽ đổi tiền ra cô mời mỗi cô chú anh chị một ly cà phê. Cô cũng, gia đình cũng có gửi tặng cho con là 50 đô. Thì hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2022. Con xin phép được gửi cô đây, cô đếm lại giúp con. Cái số tiền này là 10 triệu và 800 ngàn ạ. Đây thì nhờ gia đình có nhờ một người ở Việt Nam chuyển khoản qua cho con. Dạ. Thì, cô mượn cái dạ. Tên vâng hướng. Chào Tiến Dương chào ngày nay. Dạ, chào, chào cô ạ. Phật tử mình Hương Vân mà đã có ủng hộ cái bữa cơm suất cơm buổi chiều này cho bệnh Hoàng Thạch. Thì nói chung là những cái danh sách này thì Tiến Dương đã đọc qua rồi thì sẽ là không thông qua nữa. Thì ở đây nói chung là thay mặt cho nhóm Việt Tiểu Hoa, thay mặt cho những người đang mà ăn nhận cái hộp cơm hôm nay buổi chiều của tất cả quý vị, cũng cảm ơn rất là nhiều luôn. Thì qua đây có một Mạnh Thường Quân có nhờ hồi hướng là cho ông Trần Kim Sương và bà Nguyễn Thị Gấm. Thì đây là một cử chỉ rất là cao đẹp, thì nhóm Từ Thiện Hoa sẽ nhận cái tấm lòng này và cũng thay mặt cho nhóm Thiện Hoa
thay mặt cho những bệnh nhân đã nhận hộp cơm hôm nay, xin hồi hướng về cho ông Trần Kim Sương và bà Nguyễn Thị Rắm được về nơi tốt hơn, về nơi an lành hơn, cũng là nhờ cái phước đức của con cháu biết hồi hướng, biết làm từ thiện, thì có nghĩa là ông bà cũng sẽ nhận được. Cũng cảm ơn gia đình rất là nhiều. Chúc hết tất cả quý vị được một ngày thân tâm an lạc, bình an vui vẻ. Chúc buổi tối ngủ ngon nha. Xin chào. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Thưa cô ba anh chị, bây giờ ca sĩ Hoàng Vân đã xuất hiện và đang thay vì là di chuyển trên những nốt nhạc thì ca sĩ đang xếp những cái hộp cơm vào cái thùng xe. Dạ, chú rồi. Khỏe không thưa chú? Dạ. Dạ chú Vân khỏe không ạ? Dạ chú Vân khỏe, vẫn khỏe. Dạ vâng. Chú Vân lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ niềm vui hạnh phúc của mình đến với mọi người, là do đó chú Vân phải bắt buộc phải khỏe thôi. Bắt buộc phải khỏe. Dạ. Bắt buộc phải khỏe thôi. Dạ. Cô Kim sẽ chia sẻ mỗi cô chú một chút uống cà phê. Dạ, dạ chào chú Vân. Nha. Dạ, mời chú. Dạ, rồi. Dạ. Chị Tám với anh Út chia đây nha. Đây, hai cô chú. Cô Trinh. Rồi, gửi biếu cô uống cà phê ạ. Dạ, dạ. Rồi gửi mời cô, mỗi cô một ly cà phê. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Đổ 2 lít xăng cho đựng cần là. Trời ơi vậy á, đổ 2 lít xăng. Thế không ăn gì à? Ăn chi? Hỏi ăn mập rồi. Dạ. Đổ 2 lít xăng đi làm thiện cho vui. Dạ, rồi xin cảm ơn các cô chú ạ. Vâng. Đổ được 2 lít. Vâng, bây giờ cũng may là xăng nó rẻ. Chả đựng cần. Vâng. Ai yeah. Chú chốt. Đây bây giờ đang xếp, tiếp tục xếp những các cái phần cơm này lên. Nãy giờ biết cái tôm đâu đấy. Các cô chú lại tiếp tục xếp lên xe. Thưa chú Vân là năm nay được bao nhiêu rồi? Được 70 chưa chú? Chú hả? Năm nay là 67. 67, dạ. Là chú nhiều tuổi hơn cô Kim. Đúng rồi, nhiều tuổi hơn Kim, đúng rồi. Dạ. Đó, nhờ giúp đỡ các chương trình thiện nguyện mà sức khỏe của chú Vân rất là tốt. Gần như là 365 ngày thì 364 ngày thấy chú Vân là không có ốm đau bệnh tật gì hết. Nói chung là lâu lâu thì cũng có hơi nhức đầu sổ mũi, hơi đau bụng chút chút thôi. Dạ. Nhưng mà sau đó thì cũng hết. Dạ. Nhưng mà chú vấn đề là mình do vấn đề là mình nguyện cái lòng là mình chia sẻ giúp đỡ người ta đó, thành đôi lúc á cảm nhận hình như là cái thời gian quỹ thời gian của chú là nó không đủ sao? Không có đủ để bệnh không đủ đúng không? Để mình làm việc hay sao? Cứ là liên tục di chuyển, có mặt từng cây số. Từng cây số luôn. Mà bây giờ là đã nhận làm cho bên đây thì ở đây làm thôi. Vâng. Còn ông ấy thì đi hai nhóm khác rồi. Vâng. Hai nhóm rồi nó kêu đi khi phát quà từ thiện. Vâng. Một nhóm ở Long Thành, một nhóm ở bên Đông Bến Tre. Ôi giời. Đi xa quá. Đi tá lả luôn á. Tá lả luôn. Nhiều tay quá các bạn ơi, loáng một cái là cái nồi thịt to bự chà bá đã được bỏ vào trong những các cái bịch rồi, các cô gói lại chuyển qua cho bên kia. Bây giờ mọi việc chuẩn bị hoàn tất rồi, sẽ đi lên trên bệnh viện để kịp phát cho bà con trong cái buổi chiều để bà con có cái bữa cơm tối. Thưa các quý cô chú anh chị, bây giờ thì Tuấn Dương cùng với em Phượng sẽ đi lên trên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để hướng dẫn các cô chú anh chị và ông bà ra để xếp hàng lãnh cơm. Cái quãng đường mà từ
bếp cơm chạy tới bệnh viện thì cũng cỡ khoảng 3-4 cây số. Thì bây giờ hai anh em đang trên đường đi ra cổng bệnh viện để hướng dẫn các cô chú anh chị xếp hàng để phát cơm. Còn các tình nguyện viên ở lại thì một số người sẽ dọn dẹp, một số người thì sẽ đi theo xe chở cơm để lên trên bệnh viện phát cho bà con cô bác. Mời cô bác anh chị cùng đi với Tuấn Dương nhé. Thưa cô bác anh chị, bây giờ mình đã tới cổng bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Thì cổng bệnh viện Phạm Ngọc Thạch rồi. Thì bây giờ xe cơm đang chuẩn bị tới. Rồi xe cơm đang tới, xe cơm đang tới. Mời cô bác cứ qua đây xếp hàng. Có phiếu không phiếu đều phát hết. Không, anh có phiếu không? Dạ có thì qua đây ạ. Rồi bọn em sẽ không có cũng phát, không có thì đứng một cái hàng riêng, sau đó rồi tụi em phát. Đây là cổng cổng này gọi là cổng số 5 của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Cũng có nhiều bạn tới để quay phim rồi live stream. Trời ơi, 2-3 cái điện thoại, điện thoại luôn để live stream này. Dạ năm ủng hộ tiền báo phải chụp hình quay phim chứ không phải là của nhỏ. Dạ vâng. Đây các chị đồ nghề cái cô đó là mới dạ đúng rồi kêu về cổ tại chợ cổ đi này cái gì á luôn muốn nói đó là chỗ đồ nghề nhìn rất là xịn xò. Đây cô có bác bây giờ đang xếp hàng đây rồi. Đóng rồi là cho đứng ở đây. Dạ. Không có chưa đóng bữa này được. Vâng. Rồi. Vâng. Đây, hai hàng trong là có phiếu, hàng ngoài là không có phiếu. Đây là toàn các cô bác mà đi nuôi bệnh ở trong bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Còn đối diện đây các bạn là căng tin trung tâm giáo dục thường xuyên Chu Văn An. Thịt kho với đậu hũ em mới đang giới thiệu.
lấy cơm không canh được không? Không thấy không? Thấy không? Cô bác ở đây chiều mai chiều mốt lại phát tiếp nhá, chiều mai chiều mốt có luôn. Dạ. Ủa anh sao phát phiếu ở tận cuối không à? Ủa em ở tận tên đầu không khi nào mà có phiếu, có phiếu luôn chai này luôn á, tên này luôn á. Thì thực ra khoa đông quá giờ mỗi lần chỉ làm được vài trăm phần thôi. Tụi em không ở tận tên không. Vì là nói chung là bệnh viện thì cứ tụi con cứ hôm nay đi khoa này mai đi khoa khác thế rồi, chứ đông quá mình không có đi hết được tất cả các khoa. Dạ rồi, vậy là lầu 5 mà khoa nào ạ? A6. Không khi nào cũng bảo mấy ngày luôn rồi. Rồi rồi. Để nói với em Phượng nha, để qua đây. Của em đó. Đó tôi lấy bịch canh tôi cho rồi nè. Đây, các anh chị nói là hôm sau thì phát ở cái điểm khác. Thực ra thì đây nhiều lắm các bạn ơi, nó tới cả hơn một chục khu, khoa nọ khoa kia, đông người quá nên là không có đủ phiếu để phát tất tần tật. Cơm cha nhận ở đâu á? Cái này cơm mạng, cái này chai hả? Không, cái thằng chai đó, cái này. Đỡ anh ăn chai thì đợi nè, đỡ. Rồi, sao luôn. Này thì đổi chứ. Còn cái này là phiếu lại, còn cái đó chị đỡ. Không phải phiếu của ông lấy giùm. Nhưng mà ý là ông ăn chai, ông đỡ với chai. Đổi thì đi xuống sau. Nhiều người có phiếu cơm mặn thì đổi sang phiếu cơm chay đó, rồi người không thích chay thì đổi sang mặn. Đấy, một hàng rất dài nhé, hai hàng là có phiếu, một hàng là không có phiếu thì đứng bên ngoài. Các cô bác đã chuẩn bị sẵn sàng vào vị trí rồi. Đấy, nhiều cô đứng vô hàng đi thưa cô. Cô ơi, đứng vô hàng đi cô. Có phiếu cứ đứng vô. Đây, đây cái những cái hàng trong á là có phiếu. Thì dạ thì mình đứng ngoài cùng, ngoài cùng không cần phiếu. À, kế cô áo hồng ấy, không cần phiếu cũng lấy. Dạ, cũng có. Có phiếu thì đứng trong ạ. Dạ. Đấy, cô bác thấy rồng rắn lên mây. À, đúng rồi, đẹp là có quyền, mình đẹp mình có quyền, mình lên. Ai nhìn dẫn trời. Có phiếu thì đứng hai hàng trong, không có phiếu thì đứng hàng ngoài. Đây đang là cổng số 5 của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, thưa quý cô chú anh chị. Đưa lại cho em á.
em có phiếu không? Rồi không phiếu thì lên đây, lên đây. Nhiều anh chị và hướng dẫn. Để vô đây đi. Ai không có phiếu vô đây đi, vô đây đi. Rồi xin chào các cô bác anh chị, chào người đẹp Việt Trinh nhé. Xe cơm đang trên đường tới nha các bạn. Chờ xíu đi, cơm sắp tới rồi ạ. Sắp tới rồi, dạ. Đây cũng nhờ rất là nhiều các tình nguyện viên đang hỗ trợ hướng dẫn các cô bác anh chị ông bà. Mình thấy thường là đây đi nuôi thì đa số là phụ nữ. Đây, chú còn bán ở đây bán một số những cái sản phẩm là bánh tráng này. Đấy, nhiều ông bà ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Bây giờ cô Kim cũng đã ra tới nơi rồi. Ở đây thì các cô bác mà đi lãnh cơm đó là đi bộ các bạn ạ. Đúng rồi, đây đang là phát cơm. Cô bác đứng vào hàng đi, đứng vào hàng chờ xe ra. Lấy cơm thì đứng vô hàng dùng con, cơm miễn phí. Mình đứng vô hàng đi ạ. Chờ xíu, xe cơm đang trên đường tới rồi ạ. Xe đang tới rồi cô. Ở nhà làm xong rồi chạy tới đây. Rồi xe thì đang trên đường tới. Mình đi xe máy thì nó lẹ hơn. Xe chở cơm, xe to đi nó chậm hơn xíu. Đây đây, do đây, do đây, do đây. Đây cũng có một số những cái nhóm phát cơm chay này. Có những nhóm phát cơm chay mà trời ơi, vừa ra nơi bà con giật cái là hết luôn. Đấy, cô bác thấy không? Vừa ra tới nơi cái là xe vừa ra ao phát là hết luôn này. Đó. Đây là phát kiểu tự phát. Yo. Đây chỉ còn live stream ké của bọn mình. Rồi tới luôn. Đây bây giờ các tình nguyện viên đang phụ để vận chuyển bỏ cơm xuống. Anh ơi, ra xếp hàng giùm em ạ, nếu anh lấy không có phiếu đứng hàng ngoài cùng mà em vẫn phát ạ. Dạ, cơm mặn anh ơi. Cái này chai, cái này thêm ạ. Cái này
Ngoài ra tới đây thì nhiều chú xe ôm cũng bắt đầu lại để phụ. Phiếu đứng hàng ngoài cùng, không có phiếu đứng hàng ngoài cùng ạ. Cô bác mình không có phiếu đứng hàng ngoài cùng dùm con nhé. Đấy, bà đứng hàng ngoài cùng, còn bà cứ đứng hàng ngoài cùng, còn thì phát hết. Đứng xuống cuối giùm em, xếp hàng đứng xuống cuối giùm em. Từ từ nha. Nếu được, không cần phiếu thì đứng cuối hàng, nếu còn thì phát. Đây, phát bên kia rồi, sau đó vô uống nước rồi. Rồi đây, con giữ cho cô rồi. Mấy cái. Rồi, một cái. Cô xếp hàng giùm con đi cô. Cô xếp hàng để bọn con làm phát. Cô bác mình cô xếp hàng đi. Mấy anh ấy ra xếp hàng giùm con. Đừng đứng đấy anh ơi. Rồi đây anh lấy phiếu đưa cho ông rồi cho ông cho luôn. Ông ưu tiên cho chúng mình tài. Rồi. Đó, lấy rồi. Mấy anh ra xếp hàng đi, mấy anh ơi, đừng có hỏi để làm mất thời gian của em. Hay em đi ra đi anh. Anh ơi. Tại cô không xin mà. Không xin thì anh đừng có bám vào xe của em. Ấy là đành xe ta giữ là anh không phải anh đừng đứng đấy. Mình ý thức một chút đi chứ. Nhiều khi cứ phải nặng lời ấy. Các anh không xếp hàng mà cứ đứng sát vô rất khó làm. Cô bác mình ơi, không có phiếu đứng cuối hàng giùm con đi ạ. Ai cũng muốn chen vô để hỏi thăm. Phiếu nha thì cũng vẫn phát cho các cô bác anh chị, còn cái hàng hai hàng trong thì là có phiếu thì đã chuẩn bị đủ cơm, nói chung chuẩn bị dư thêm để các ông bà cô chú ra lãnh. Ta chỉ biết là nói lượm điện thoại mình mà thử cái thằng nào lượm điện thoại mình chính là cái thằng đụng mình. Điện thoại nào thầy có chuyện để nói đây không? Không mà thấy không, mình đang ở đàng hoàng nó lộn mà nó có xài được những người chuyện lấy lại phiếu. Không có phiếu thì đứng hàng ngoài cùng chú. Không có phiếu đứng. Đây rất nhiều các ông
ông ngồi xuống cho đỡ mỏi, thì tí ông đứng lên thì cứ có phiếu thì là yên tâm. Đây cũng nhiều cô chú đứng coi, đứng xem. Chị ơi, chị ơi, nếu mà chị lấy thì xếp hàng. Chị ở đâu ấy? Em hướng dẫn chị rồi, nếu mà chị lấy chị đứng xếp hàng hàng ngoài ấy. Chú ơi, chú đi ra ngoài để bọn con làm việc chú. Nó cầm nhiều lắm, nhưng mà em chú em nói em kêu chỉ lấy được hai phần ở ba phần lại thôi rồi đem lên nó cả. Cầm nhưng mà cái sắp đi luôn mà, cầm nguyên một phòng luôn. Cũng cơm trứng đây mà. Nhưng mà trứng nha. Bà ơi phải xếp hàng. Vâng được rồi, bà muốn lấy thì bà xếp hàng đứng ngoài hàng ngoài giùm con. Ai lấy cũng cứ xếp hàng, còn là tụi con cho hết, tụi con đã làm rồi, tụi con đâu có giữ làm gì đâu. Nhưng mà phải có thứ tự thì tụi con mới cho. Thưa các cô bác anh chị, là thường là buổi chiều rất ít người Pháp, nên là thường là buổi chiều rất ít đoàn cho. Khi mình cho vào những cái ngày này đó thì thu hút được một số lượng rất đông các cô bác anh chị ông bà nằm ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Đây nguyên xe cơm này. Vâng được rồi, cô ra xếp hàng cô. Không được, không được, không được, không được. Tất cả cùng phải xếp hàng cô. Ở đây ai cũng khổ như nhau. Mình không thể khổ hơn người khác được. Đó, cô trình bày cái xong rồi cô đi thẳng luôn. Nói chung là nhiều người cũng không biết nói sao. Cứ ra giả bộ là tôi khổ, tôi đau, tôi ốm. Nhưng mà ở đây cùng cảnh bệnh nhân với nhau. Mà ông bà cô chú này rất là thương này, đứng xếp hàng từ hồi nãy đến giờ chưa được nhận cơm, trong khi có người chạy lại đòi lấy ngay. Sắp hết phiếu chưa? Hết phiếu chưa? Để phát hàng này đi. Xin giải thích với cô bác anh chị là có phiếu là các tình nguyện viên vào trong tận khoa để phát. Vào trong tận khoa để phát từng các cái suất ăn, phát phiếu, hỏi là ai cần thì lãnh. Đó. Đây những ông bà cô chú nhận được cơm rồi này. Cũng vẫn còn nhé. Hết chưa? Phát không phiếu đi cô. Rồi phát không phiếu đi. Chị ơi đi ra sau xếp hàng chị. Cô bác mình lấy xong rồi đi vô giùm con đi ạ. Cô bác nào có rồi đi vô giùm con nhé. Rồi phát đi, phát đi, phát đi anh chị ơi, ông mưa.
xếp hàng hai vợ chồng. Đi vô trong, đi vô trong. Rồi hàng một đi vô trong, phát xong đi vô trong cho bác. Rồi phát xong rồi đi vô trong, đi vô trong. Đây cũng có. Tụi con phát hết thì thôi. Cô bác mình xếp hàng dùm con đi. Đừng có chen vô. Ai chen vô là mời ra ngoài đứng cuối hàng đi. Cô bác mình thấy hết sức bình tĩnh nhá, từ từ. Đây là những phần ăn cuối cùng rồi. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn anh Tony Chan ở Mỹ ủng hộ 200 đô. Cảm ơn anh Yên Hà ở Sóc Trăng ủng hộ 200 đô. Phát cơm hồi hướng công đức cho ông Trần Kim Sương và bà Nguyễn Thị Gấm. Cảm ơn gia đình cũng đã gửi tặng đội tình nguyện viên 50 đô. Gửi tặng Gấm Dương là 50 đô. Đây, chú có nhận được cơm này. Ai chưa có cơm chay thì chú cho thêm này. Ai lấy cơm cái này cho cơm này. Cơm này. Ai thiếu cơm thì đây này, ví dụ những ông lớn tuổi là đó. Bây. Đó chú thường là các ông bà lớn tuổi thì có người thì có gia đình đi chăm, có người thì không có gia đình chăm bởi vì nằm viện dài ngày quá các bạn ạ. Đây, những cái phần ăn cuối cùng và chia sẻ chia sớt yêu thương. Mẹ con phiếu ra nữa kìa. Phiếu ra cho nó không vậy trời má ơi. Lẹ lên em ơi. Lẹ lên cho bọn anh còn về nghỉ chứ cứ chờ em ngoài. Người ta về nghỉ này chết trời không chịu ra má ơi. Ta đứng đây mà mình chờ mấy tuần đúng không chịu ra. Rồi hết hết chưa cô? À còn à, đây vẫn đang chờ các cô chú anh chị mà có phiếu nhá. Đây các bạn này cũng vẫn còn cơm để chờ cho các. Nói chung là phát thì có hẹn giờ nhưng mà nhiều người thì cũng bận bịu ấy nên là phát từ lúc 4 giờ mà bây giờ 4:30 rồi. 4:30 rồi. Rồi bà lấy cơm lại đi bà, nhanh còn bọn con còn về. Bye.
bây giờ là cái lúc mà đang nán lại để phát cho những người mà mang phiếu ra sau. Lấy cơm hả chú? Cái này phát cho người có phiếu. Có còn không? Còn dư thì cô cho cô. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. À, những người trong nhà thương này, tay vẫn còn đeo cái thẻ người bệnh nữa. Cái thẻ này là bệnh nhân. Có những người đi xe gắn máy tay ga mà sang trọng đấy thì nhóm khéo léo từ chối để cho các anh ấy nhường lại cho cái người từ trong bệnh viện đi ra. Tuấn Dương xin dừng video clip này tại đây. Hẹn gặp các cô bác anh chị ở những video tiếp theo. Hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để theo dõi những video mới của Tuấn Dương.